Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về Liên Quân. Hiện tại thì mình đang cầm vị tướng đó là Violet, và skin của mình đó là nữ nữ hoàng pháo hoa. Thì cái skin này nó rất là đẹp. Ủa, cái gì đấy? Mới nói đẹp thôi mà. Em ấy rất đẹp nhưng bác gấu ấy không thấy được cái vẻ đẹp của em ấy, lao đập như tuần nè, rụng hết cả vếu. Bây giờ phải biến về rồi. Rồi, rụng hết mấy hoa quả rồi. Bây giờ phải về. Chúng ta sẽ cùng nhìn xem. Đúng ra thì như cái trận này thì thực sự là mình không thể đi rừng được. Dạo gần đây anh em hay cầm Violet đi rừng thì nó rất là mạnh. Nhưng trận này thì cái thằng Murat nó cướp rừng của mình rồi. Bây giờ thì mình phải đi đường rồng rồi. Không rừng thì em đi rồng. Em sợ đích thằng nào? Rồi, thằng Van Helsing nó lại chat lên cái gì đấy không biết. Nó cười hình như là chắc là cười tim mình ở cuối bắp hay sao ấy. Rồi tao sợ chúng mày quá đấy. Cứ cười đi. Này thì hi hi này. À thằng này là Slim. Con thỏ. Rồi thỏ ơi, bạn xinh lắm. Bạn xinh lắm cơ. Rồi. Rồi choáng này. Rồi tao sợ mày quá. Ủa bác gấu kìa. Rồi phải giết thằng này. Này thì phê cỏ cho lắm vào. Lần sau có phê thì về nhà mà ngủ đi đã nhá. Rồi chứ đừng có ra đường mà người ta bắn chết bây giờ. Điển hình như là phát lúc nãy. Rồi, hiện tại thì mình đang yếu máu thì tim người ta hình như là không mạnh, không được mạnh lắm đấy. Cái gì đấy, thôi để người ta sống vừa vừa với. Rồi, đợi rồng mà mút thôi, mình thì mút những con. Ủa thôi chị bà ơi, trời ơi Triệu Vân đến đấy à? Rồi đố ai định nghĩa được chứ ngu, có khó gì đâu giả bồ mù để cho Triệu Vân đập một phát giật mình lên bảng, thế là ngu. Rồi thằng Triệu Vân yếu máu rồi. Đèn thế. Rồi tự dưng này để thằng Triệu Vân nó mút cái mạng của mình. Nãy giờ không chết được, không chết mạng nào. Đáng nhẽ là mình vào chơi cho vui thôi. Nhưng cái mình ăn được hai mạng đầu nó rất là xanh. Nên thực sự là mình bật clip lên mà quay luôn. Đáng nhẽ là mình sẽ không bật clip quay đâu. Mình hay đi rank, hay đi rank lắm. Chơi Liên Quân thì mình chỉ thích là đi rank thôi. Tại vì đi rank nó rất là vui. Đấy, bắn chơi các kiểu thì thực sự là tướng bên này nó cũng khá là mạnh. Hình như mình nói cái gì đó không liên quan đấy nhở. Rồi, còn mình rất thích con tướng này. Là mình sẽ ăn Blue. Rồi, hơi nhảm mà xàm lờ đồng đội đang chết trên kia. Mình ở đây mút Blue. Quỳ. Rồi, tụi nó chuyển sang mút rồng rồi. Cạn lời. Thôi các bạn cứ mút đi. Mình ở đây mút Blue thôi là cân tim được rồi. Đấy, mình sẽ lên cái giày gì đấy quên bảo cái tên. Ôi, lại phê cỏ này. Trời ơi, bác gấu. Bác làm gì đấy? Bộc phá cái gì cơ? Double tap. Hay quá. Double kill. Bây giờ sẽ là chuyển sang double kill rồi. Rồi, thơm lắm. Chúng ta đã liếm được hai mạng tiếp theo. Rồi cứ đi đường này đẩy nốt cái trụ này. Rồi chúng ta sẽ đẩy nốt nhà chín nữa là win. Trận này mình nghĩ là cũng không khoai lắm đâu. Team người ta cũng không mạnh lắm. Bên người ta hình như là hai 2 AD thì phải. Trận này chắc là cũng thắng khá dễ thôi. Ui, vãi giật. Con này phê cỏ giúp chơi hay thế nhở. Ui, thôi. Một đầu các kiểu rồi, chết bà rồi. Cái mệnh nữa. Rồi bác gấu đã lao ra cùng bác thỏ băm thằng Mga. Rồi thôi xong rồi. Bạn ấy bị hiếp tập thể mà. Này thì hiếp này. Rồi. Này, này thì phê cỏ này. Ngu người. À, cái điên mày. Lại là Điều Vân. Hay lắm DM. Cái thằng này chơi kiểu gì mày thế chứ lệ. Rồi té rất là nhanh. Phải gọi là một nốt nhạc. Biến đi đâu rồi không thấy luôn. Rồi Van Helsing bạn ơi, tuy là đổi tên rồi. Hồi đầu thì hay gọi thiên nhiên đấy, hay gọi cái vị tướng đấy là Van Helsing. Van Helsing đọc nó rất là tốt. Bây giờ đổi thế lại cái tên khác rồi, không muốn gọi cái tên cũ nữa. Nhưng thực sự là mình lại quá quen với tên cũ rồi. Khá thích với cái tên đấy. Hồi đầu cứ pick vị tướng đấy thôi. Tại vì hồi đầu có biết chơi đâu. Thì nó ném nó hay thế mà. Cứ ném là choáng liên tục. Bảo làm sao không chơi. Rồi mình sẽ mút nốt cái blue của
À đù. Rồi không được rồi. À, mình mút này. Rồi tinh đi. Mút thua này. Cái gì đây? Rồi chúng ta sẽ tập hợp combat nào. Tập hợp combat nào. Tập trung. Sắp giao tranh rồi. Này thì cũng rồi. Úi rồi. Úi rồi. Thơm thế. Úi rồi. Rồi tôi không được rồi, cho mình mút ít đấy nhở. Rồi một pha mà loạn quá. Đồng quá, không biết mút thằng nào. Không biết click vào thằng nào để mút đây. Cái set đồ của mình lên thì nó cũng khá là dị. À, thằng này mày hay. Úi ôi. Một pha mà mình không thể tin được là mình ăn được kill đấy á. Rồi, đùa thôi. Anh này lại liếm được mạng. Đùa thôi mà. Và hiện tại thì mình đang để cái mức xem là nhìn là gần lắm. Rồi bác gấu, rồi bác yếu lắm rồi. Có thằng kia mút hàng nhanh nhở. Rồi bạn hay quá. Ủa cái điện mới. Thôi. Đúng rồi. Đường nào đây bây giờ. Cứu mình. Đúng rồi, thằng Tiệu Vân. Cái điện mới. Ba mạng bởi thằng Tiệu Vân rồi. Đờ mờ tím. Tao lại sợ mày quá cơ. Ôi. Sao lại chuyên gặp cái thằng Tiệu Vân nó mút mí nhở. Ôi, có duyên với thằng này rồi. Sao là cái bạn mới được chứ. Ôi, nó bắn bên kia. Bây giờ thỏ nó chơi hay lắm. Thỏ nó không phê cỏ nữa đâu. Mà nó chuyển qua phê cái loại thuốc khác rồi. Nó phê đá rồi anh em ạ. Bây giờ nó đã nâng lên tầm cao mới là phê đá rồi. Rồi. Chênh lệch giữa kill thì tầm 10 mạng thôi. Nhưng tầm đấy là đủ gọi là một cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Rồi, lao lên cân tim nè. Hãy xem bố mày thể hiện đây. Tất cả cút hết ra thế nào. Cút ra. Úi trời. Gì đấy. Này đi. Văn heo sinh này. Ngu hết cả người. Rồi mút hết cái trụ. Xem nào. Mút trụ nhanh. Ô hai thằng kia tìm người ta luôn nhở. Rồi thôi. Mình nghĩ là mình nên té đi. Một lũ ngu. Úi ôi bác gấu kìa. Vờ lờ. Bác lấp ló trong đấy làm cái gì đấy. Sợ quá đi. Ây à. Để ra cổ đi mở. Rồi, mình sẽ cố gắng mút cái blue rồi kết thúc cái trận này bằng một pha combat cuối. Chắc chắn thế rồi. Một là kết thúc, hai là còn kéo dài nữa. Nếu mà pha combat tiếp theo mình sẽ thua. Phải ăn nốt cái rồng nữa là tuyệt vời. Cái gì đấy? Combat à? Úi trời. Thế này thì thôi. Vào liếm thôi. Úi trời. Double kill. Thơm thế. Úi trời. Úi trời. Penta kill. Úi trời. GVL méo để tin được. Rồi cạn lời kẻ định đồ hàng. Bây giờ kết thúc clip tại đây nhá. Bye bye anh em. Méo để tin được ạ.